Liên Hoa Tu Viện, số 144 O2, khu 2, thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Tu viện được xây dựng vào năm 1950 với tên gọi Tịnh Giác Viên, hay còn được gọi là Tuệ Tĩnh Đường Liên Hoa Tu Viện, do hai cư sĩ Liêu Bồi Văn và Trần Thị Hoa sáng lập. Được sinh ra và lớn lên trong một gia đình nhiều đời kính tin Tam Bảo, hộ trì Phật Pháp, bà Trần Thị Hoa đã thọ Tam Quy Ngũ Giới và học Phật Pháp với nhiều bậc cao tăng, người thường lui tới các trường Phật học, hỗ trợ kinh phí, cúng dường chư tăng, ni, yên tâm tu học, tham gia nhiều công tác từ thiện xã hội, nuôi trẻ mồ côi, v.v. Với tâm nguyện kiến tạo một ngôi già lam nơi miền quê sông nước cho chư tăng có nơi dừng chân tu tập. Như đủ duyên lành, nơi mảnh đất Chợ Gạo Tiền Giang bên dòng sông Trà uốn lượn, cây trái xum xuê bởi phù sa bồi đắp, với hàng cây cổ thụ đu đưa theo gió, thế là nơi đây ngôi Tam Bảo được hình thành. Phía sau chánh điện và hậu tổ là một thiền thất trang nghiêm được thiết kế một trệt một lầu dành riêng cho những hành giả tu học và hành đạo. Có nhiều bậc cao tăng như Hòa Thượng Thích Thanh Từ, Hòa Thượng Thích Thiền Tâm cùng với những thiền giả các thiền viện thường đến đây nhập thất tu hành. Do đó, về pháp môn tu tập, nơi đây đã mang đậm tính thiền tông cùng tịnh độ. Ngày nay, chư ni tại tu viện vẫn kế thừa giữ gìn hai dòng tư tưởng tu tập giữa thiền và tịnh bởi chư tổ từ ngàn xưa có dạy. Có thiền tông, có tịnh độ, như thêm sừng cho mảnh hổ. Sau khi kiến tạo ngôi già lam xong, bà Trần Thị Hoa đã phát tâm xuất gia tu học với Hòa Thượng Thích Thanh Từ nơi thiền viện Chân Không và người chính là cố ni trưởng Thích Nữ Tịnh Viên sau này. Năm 1970, ni trưởng đã thỉnh Hòa Thượng Thích Hoàng Từ về trụ trì tu viện Liên Hoa cho đến năm 1990 để ni trưởng chuyên tâm tu học tại thiền viện Chân Không. Về sau, vì công việc Phật sự nơi tỉnh hội nên Hòa Thượng đã về trụ trì chùa Vĩnh Tràng, thành phố Mỹ Tho. Cố ni trưởng đành phải trở về đảm nhiệm chức vụ trụ trì tu viện từ năm 1990 cho đến năm 2006. Năm 1990, cố ni trưởng đã cho trùng tu lại chánh điện với kiến trúc kiên cố, mái đổ bê tông, vách tường, nền lát gạch bông. Do ảnh hưởng tư tưởng thiền tông nên bên trong chánh điện chỉ thờ Đức Phật Bổn Sư, phía trước là ban thờ Tiêu Diện Đại Sĩ, Ngài Hộ Pháp. Trên tường có treo các bức phù điêu Bồ Tát như Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Âm, Địa Tạng. Năm 2006, vì nhận thấy tuổi cao sức yếu nên cố ni trưởng giao lại quyền trụ trì và điều hành Phật sự của tu viện cho ni sư Thích Nữ Trí Nhẫn đảm trách cho đến nay. Năm 2009, tu viện được công nhận là cơ sở thờ tự văn hóa, luôn hướng tín đồ Phật tử tu học đúng chánh pháp, có lối sống lành mạnh, thực hiện theo phương châm xã hội văn minh, gia đình văn hóa, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Đạo tràng Liên Hoa thường được chư tôn đức về thuyết giảng Phật Pháp vào những ngày sám hối 14 và 29 âm lịch. Mỗi người con Phật phải thực hiện đúng theo tinh thần của Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và đúng theo pháp luật của nhà nước quy định. Truyền thống của Phật giáo là đồng hành cùng dân tộc với phương châm đạo Pháp, dân tộc, chủ nghĩa xã hội. Phật giáo rất chú trọng đến sự an lạc cho mọi người. Vì vậy, việc giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, chăm sóc sức khỏe, chia sẻ những bất hạnh để cùng nhau vươn lên trong cuộc sống là mục tiêu nhập thế của chư tăng ni Phật tử. Tuệ Tĩnh Đường Tu Viện Liên Hoa cũng thế, mục đích hình thành là cứu giúp người nghèo khổ bệnh tật vượt qua đau đớn và tìm về sự an lạc, hạnh phúc nơi tâm hồn. Liên trì thất bảo phổ tế ái hà danh lợi khách, hoa khai kiến Phật Bồ Đề quả mãn độ mê nhân. Năm 1998, Tuệ Tĩnh Đường Tu Viện Liên Hoa được Sở Y tế Tiền Giang cấp giấy phép và đi vào hoạt động xuyên suốt cho đến nay. Con được đủ nhân duyên về đây năm 1998. Thì con về ở tại chùa Liên Hoa ở đây, thì được thầy ở đây tạo điều kiện, con cũng đủ cái nhân duyên, con làm cái nghề y.
Thì con sẽ mở cái phòng thuốc từ lúc năm 1998 cho tới nay, là được ba cái nguồn thuốc là thuốc Nam, thuốc núi và thuốc Bắc. Thì phòng thuốc của con là chủ yếu là phòng thuốc Nam, nhưng mà tụi con hốt thuốc rất là nhiều nên là tụi con phải trồng thì mới có được. Thì tụi con trồng ở trong ở vườn, rồi phần thuốc thứ hai là thuốc núi, những cái vị tụi con đem về đây, tại vì đất ở đây cũng phù hợp nên tụi con đem về trồng đặng mình có để thu hái. Rồi những vị thuốc Bắc thì tụi con có thể đi thêm, đi lên Hải Thượng Lãn Ông á, tụi con lấy về để kết hợp tụi con để trị cho bệnh nhân. Thuốc của con ở đây thì làm việc thì từ 7 giờ tới 11 giờ, buổi chiều thì tụi con không có làm, tại vì làm một buổi buổi thôi, buổi chiều tụi con còn phải việc chùa, mình còn việc tu hành nữa, quý để mình giúp cho xã hội. Rồi chúng ở đây tụi con thì cho đi học hết, vừa học bên Phật học, rồi tụi con cho lên học theo cái nghề y. Không chỉ tiếp tăng độ chúng xuất gia học Phật pháp, ni sư Thích Nữ Trí Nhẫn còn khuyến khích và hướng các chúng đệ tử theo học ngành y để tiếp tục con đường cứu khổ giúp đời như mình. Các hoạt động thường xuyên tại tu viện Liên Hoa hiện nay là khám bệnh, chăm cứu, phát thuốc miễn phí cho bệnh nhân nghèo, không chỉ trong tỉnh mà còn ở nhiều tỉnh thành trong nước, đặc biệt là bệnh nhân nơi vùng sâu, vùng xa. Không chỉ xem mạch bốc thuốc, ni sư trụ trì còn tổ chức nhiều hoạt động từ thiện khác như tặng quà Tết cho người nghèo, tặng quà cho người bị nhiễm chất độc da cam, tặng quà Tết Trung Thu cho trẻ, bảo trợ hàng tháng cho 80 cụ già neo đơn, tặng xe lăn cho người tàn tật, nấu và phát cơm từ thiện hàng tuần cho những mảnh đời cơ nhỡ, gặp khó khăn trong cuộc sống. Đồng thời, ni sư còn khuyến khích Phật tử trồng nhiều loại cây thuốc tại vườn chùa cũng như vườn nhà để tạo ra nguồn thuốc phục vụ miễn phí cho bà con, trồng nhiều cây xanh để góp phần bảo vệ môi trường sống sạch đẹp. Như vậy, hơn 70 năm hình thành và phát triển, tu viện Liên Hoa luôn hoạt động tích cực trong lòng giáo hội và song hành cùng đất nước, quê hương trên con đường đổi mới phát triển theo thời đại, góp phần đem ánh sáng Phật pháp đến với mọi người, làm lợi lạc nhân sinh.